Tại điều 151 Luật Đất đai năm 2024 quy định các trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Theo đó 7 trường hợp không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích theo quy định tại điều 179 Luật Đất đai năm 2024 đất được giao để quản lý thuộc các trường hợp quy định tại điều 7 Luật Đất đai năm 2024 trừ trường hợp đất được giao sử dụng chung với đất được giao để quản lý thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với phần diện tích đất sử dụng theo quyết định giao đất cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đất thuê thuê lại của người sử dụng đất trừ trường hợp thuê thuê lại đất của chủ đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng phù hợp với dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đất nhận khoán trừ trường hợp được công nhận quyền sử dụng đất tại điểm A khoản 2 điều 181 Luật Đất đai năm 2024. Đất đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trừ trường hợp đã quá 3 năm kể từ thời điểm có quyết định thu hồi đất mà không thực hiện đất đang có tranh chấp đang bị kê biên áp dụng biện pháp khác để đảm bảo thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự quyền sử dụng đất đang bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh Tại điều 81 Luật Đất đai năm 2024 quy định các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai có nêu trường hợp đất nông nghiệp bỏ hoang bị thu hồi từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 như sau. 1. Sử dụng đất không đúng mục đích đã được nhà nước giao cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm. 2. Người sử dụng đất hủy hoại đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi hủy hoại đất mà tiếp tục vi phạm. 3. Đất được giao cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền. 4. Đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho người được nhà nước giao đất cho thuê đất mà người được giao đất cho thuê đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của luật này. 5. Đất được nhà nước giao quản lý mà để bị lấn đất, chiếm đất. 6. Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước. 7. Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản không được sử dụng trong thời gian 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời gian 18 tháng liên tục, đất trồng rừng không được sử dụng trong thời gian 24 tháng liên tục và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không đưa đất vào sử dụng theo thời hạn ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 8 đất được nhà nước giao cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng không quá 24 tháng và phải nộp bổ sung cho nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian được gia hạn. Hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại. 9. Các trường hợp quy định tại các khoản 6, 7 và 8 điều này không áp dụng đối với trường hợp bất khả kháng. 10. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Tại điều 101 Luật Đất đai năm 2024 quy định về các trường hợp không được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất như sau: 1. Các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 107 của luật này; 2. Đất do cơ quan tổ chức của nhà nước quản lý quy định tại điều 217 của luật này; 3. Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại điều 81 khoản 1 và khoản 2 điều 82 của luật này. 4. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 96 của luật này. Theo quy định nêu trên, đất nông nghiệp bị bỏ hoang bị thu hồi thuộc trường hợp không được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất khoản 3 điều 101 Luật Đất đai năm 2024. Điều 11 Luật Đất đai năm 2024 quy định hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực đất đai bao gồm các hành vi sau: 1. lấn đất, chiếm đất, hủy hoại đất; 2. vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước về đất đai; 3. vi phạm chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; 4. lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm trái quy định của pháp luật về quản lý đất đai; 5 không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin đất đai không chính xác, không đáp ứng yêu cầu về thời hạn theo quy định của pháp luật. 6. Không ngăn chặn không xử lý hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. 7. Không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người sử dụng đất. 8. Sử dụng đất thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất mà không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. 9. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vị tài chính đối với nhà nước. 10 cản trở gây khó khăn đối với việc sử dụng đất, việc thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 11. Phân biệt đối xử về giới trong quản lý sử dụng đất đai. Theo điều 20 Luật Đất đai năm 2024, nội dung quản lý nhà nước về đất đai bao gồm: 1. ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý sử dụng đất đai. 2. tuyên truyền phổ biến giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hợp tác quốc tế trong quản lý sử dụng đất đai. 3. xác định địa giới đơn vị hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới đơn vị hành chính. 4. đo đạc, chỉnh lý, lập các bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và các bản đồ chuyên ngành về quản lý sử dụng đất. 5. điều tra đánh giá và bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất đai. 6 lập, điều chỉnh, quản lý, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 7. Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, công nhận quyền sử dụng đất, trưng dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất. 8. Điều tra, xây dựng bảng giá đất, giá đất cụ thể, quản lý giá đất. 9. Quản lý tài chính về đất đai. 10. Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất, trưng dụng đất. 11. Phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất. 12. đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp, đính chính, thu hồi, hủy giấy chứng nhận. 13. thống kê, kiểm kê đất đai. 14. xây dựng, quản lý khai thác hệ thống thông tin quốc gia về đất đai. 15. quản lý giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. 16. giải quyết tranh chấp đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai. 17. cung cấp quản lý hoạt động dịch vụ công về đất đai. 18. Thanh tra, kiểm tra giám sát theo dõi đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.